và thuận đã viết một bài viết ngày hôm qua đó để cho những bạn nào mà không thường xuyên theo dõi kênh có một cái nhìn tổng quát về những gì đang xảy ra và bài viết này đó thuận để tự đề là Fed đang chơi xì dách nghĩa lọc lá chát thì tại vì sao vậy các bạn đi thuận chia sẻ các bạn sẽ hiểu rõ hơn chúng ta đã thấy được à, là trong vòng 2 ba tuần qua đó nhưng mà nào mà theo dõi tin tức các bạn sẽ biết rằng là fed đã đưa ra nhiều tín hiệu hỗn loạn với các quan chức fed như là Lori logan nói rằng fed chưa sẵn sàng ngừng tăng lãi suất nhưng mà chúng ta đã có những quan chức khác như là neil cascari là tuyên bố rằng là việc tạm dừng lãi suất là có thể nhưng điều đó là không có nghĩa là fed sẽ không tăng thêm nữa trong tương lai trong khi mà chủ tịch john powell đó thì ám chỉ rằng là fed đã hoàn thành việc tăng lãi suất rồi cho nên chúng ta thấy được là cái thông tin rất là hỗn loạn đến từ Fed Lý do thường vừa chia sẻ rồi tại vì có sự bất đồng Ở trong tương lai của CME đó, thì Thuận mới vừa chia sẻ với các bạn Kết hợp điều này đó với tỷ lệ thất nghiệp bây giờ vẫn thấp trong lịch sử Và còn thêm một thông báo CPI nữa đó thì ngày quyết định là xuất tiếp theo Có thể bạn nghĩ là chuyện gì cũng có thể xảy ra Thì đương nhiên là các bạn chuyện gì cũng có thể xảy ra Nhưng mà Thuận muốn chia sẻ một cái quan điểm khác mà ít được thảo luận trên mạng xã hội Fed muốn bạn tập trung vào việc chống lại lạm phát thì điều đó là hiển nhiên rồi tại vì đó là một trong hai nhiệm vụ của fed các bạn đã nhớ là fed chỉ có hai nhiệm vụ mà thôi thứ nhất đó chính là duy trì lạm phát ở mức thấp chấp nhận được và thứ hai nữa là duy trì việc làm ở một cái mức chấp nhận được à, và fed dùng hai công cụ chính đó chính là điều chỉnh lãi suất và kiểm soát nguồn cung tiền thông qua việc mua bán không trả phiếu thì mới đầu nghe đó thì bạn nghĩ là quá đơn giản nhiều bạn nghĩ là Fed giống như là có một cái cây gạt các bạn muốn tăng lãi suất thì đẩy lên muốn giảm lãi suất thì đẩy xuống và nền kinh tế sẽ phản ứng đối với những cái gì mà Fed làm nhưng mà thật ra đó nó không có đơn giản như vậy hạ lãi suất để thúc đẩy vay mượn và cho vay nhiều hơn Nền kinh tế mở rộng kia làm phát. Điều này thường nghĩ là ai cũng hiểu rồi bởi vì mỗi lần mà có vấn đề gì ra là Fed sẽ giảm lãi suất các bạn. Như các bạn đã biết là mỗi lần có khủng hoảng tài chính, Fed giảm lãi suất. Có dịch bệnh, Fed giảm lãi suất các bạn. Và trong tương lai như là thường thường hay chọc các bạn là sau này có người hành tinh tới trái đất đó, thì Fed làm gì các bạn? Giảm lãi suất. <laughs> Nhưng mà ngược lại đó, có phải là tăng lãi suất sẽ có tác dụng làm giảm lạm phát hay là không? thì không hẳn đâu các bạn thực tế rất là phức tạp chúng ta có thể lấy một ví dụ về sức khỏe và sống lâu nói chung đó thì à, hầu như ai cũng biết những gì các bạn không nên làm như là chúng ta không nên ăn thức ăn nhiều dầu hoặc là mặn chúng ta không nên uống rượu bia thường xuyên à, chúng ta không nên lười tập thể dục vân vân nhưng mà chúng ta thực sự không biết chính xác công thức để đảm bảo lối sống lành mạnh và sống lâu chúng ta biết những gì chúng ta không nên làm nhưng mà như chúng ta nên làm nên thì chúng ta cũng không có hoàn toàn biết chính xác 100% là nó có dẫn đến chúng ta có sức khỏe tốt và sống lâu hay là không. Mặc dù là chúng ta có sự cải tiến của khoa học theo thời gian đó, thì càng ngày mọi người càng hiểu rõ hơn và đưa ra những quyết định tốt hơn. Nhưng mà nói chung, đây vẫn là một cuộc thử nghiệm. Tương tự các bạn Fed thì biết nguyên nhân gây ra lạm phát là gì. Đó là nới lỏng tiền tệ như là à, chúng ta có lãi suất thấp, mua công trái phiếu nhiều, à, dẫn đến tiền được bơm vào trong thị trường hoặc là cái chuỗi chuỗi ứng hàng hóa gặp sự cố như, như là cái sự kiện của dịch bệnh đó, thì sẽ gây mất cân bằng cung cầu và dẫn đến là giá cả tài sản tăng lên tại vì cung cầu quá nhiều mà cung không có nhưng mà fed lại không biết chắc chắn làm cách nào để làm chậm lại tốc độ của lạm phát một khi nó đã xảy ra họ chỉ có thể dựa vào các ví dụ lịch sử trước đó vốn đã rất hạn chế rồi tại vì trước đó chúng ta đâu có nhiều những cái sự kiện mà lạm phát tăng nhanh như vậy đâu và chúng ta lại không có những lịch sử khi mà fed tăng lãi suất nhanh như vậy cho nên họ phải áp dụng sự hiểu biết của họ về lý thuyết kinh tế Về cơ bản đó, cái này cũng chỉ là một cuộc thử nghiệm mà thôi các bạn Chủ tịch Fed đã từng giải thích nhiều lần Cái mà Fed có là một cây búa các bạn Chứ không phải là Fed có một con dao mổ à, Để có thể là chính xác một phần nào à, Để có thể cứu được nền kinh tế Fed chỉ có một cây búa mà thôi Và chỉ có thể dùng cây búa đó để điều khiển nền kinh tế Cho đến nay đó thì Fed đã tăng lãi suất 10 lần từ năm 2022 Từ 0% lên tới 5.25 hiện bây giờ cực kỳ nhanh thôi các bạn và lạm phát thực sự cũng đã có dấu hiệu uh, được quản lý đã chậm lại rồi chúng ta có thể nhìn thấy số liệu CPI và PCE đây là chúng ta thấy lịch sử phép tăng lãi suất mới đầu tăng 0.5 uh, rồi tới 0.75 rồi tới uh, trả về 0.5 rồi trả về 0.25 và lần tăng gần đây nhất là ngày 3 tháng 5 tuy nhiên chúng ta thấy là Fed tăng lãi suất thì đã kiềm hãm phần nào về phần trăm lạm phát nhưng mà điều này đã thì đi kèm với một cái giá phải trả lãi suất cao khiến nền kinh tế tăng trưởng chậm lại tác động đến dòng tiền không còn khoản vay lãi suất thấp cho người dân có thể sử dụng để mà mua nhà mua ô tô mua động kinh doanh vân à, vân thì lãi suất cao hơn cũng khiến cho giá trái phiếu giảm và công ty bị ảnh hưởng chúng ta cũng nói, nói tới vấn đề này khá là nhiều khi mà nói tới sự ảnh hưởng liên quan đến công ty công nghệ và những ngân hàng địa phương gặp vấn đề khi mà giá của công trái phiếu giảm nhân viên bị sa thải chúng ta vừa mới nói đến Facebook và nhiều công ty khác và ít tiền chảy vào các khoản đầu tư bao gồm cả cổ phiếu và crypto kể từ năm ngoái cho nên chúng ta mới thấy được là phần lớn các tài sản thì đều là xu hướng giảm từ năm ngoái tới bây giờ tuy nhiên tỷ lệ lạm phát hiện tại vẫn cao so với cái mục tiêu của Fed là 2% liệu Fed còn tăng lãi suất nữa hay là không đương nhiên đó là câu hỏi triệu đô rồi các bạn và điều mà Thuận biết đó là nhiều người rất tập trung vào lãi suất Nhưng mà còn cái nguồn cung tiền M2 thì ra sao Hãy nhớ là kể từ tháng 9 năm 2022 đó Không những là Fed à, nói là sẽ tăng lãi suất Mà Fed đã bắt đầu cắt giảm danh một đầu tư trái phiếu khoảng 95 tỷ đô la mỗi tháng Như là khoảng 1% cái uh, lượng mà họ nắm giữ một tháng Bằng cách là họ sẽ không mua công trái phiếu mới hay trái phiếu mới để thay thế trái phiếu đáo hạn. có nghĩa là khi mà hết hạn rồi thì họ sẽ để nó hết hạn luôn. họ sẽ không có bơm tiền thị trường để mà mua những công trái phiếu mới. Bản cân đối kế toán của Fed đang thu hẹp từ mức đỉnh là 8,9 nghìn tỷ đô la xuống còn 8,4 nghìn tỷ đô la có sự tăng trưởng trong một khoảng thời gian ngắn gần đây các bạn thấy được là khoảng chừng là à, cuối tháng 3 cho đến tháng 4 đó thì à, cái đường màu xanh này đại diện cho bảng cứ đối kế toán của Fed đã giảm nhiều nhưng mà sau đó lại có một thời gian ngắn tăng lên. Đó là tại vì à, chúng ta đã chứng kiến những hàng địa phương gặp vấn đề rồi sau đó Fed phải mở chương trình cho vay khẩn cấp. Nhưng mà sau đó chúng ta được là bảng cứ đối kế toán lại tiếp tục xu hướng giảm. Điều này nghĩa là gì các bạn? Tại sao nó lại quan trọng? Điều này cũng có nghĩa là cung tiền M2 đó đang thu hẹp khi mà trái phiếu khách hàng và Fed lấy lại tiền Cung tiền M2 đó là thước đo tiền tệ của Hoa Kỳ bao gồm M1 Trong đó chúng ta có tiền giấy, tiền xu, tiền gửi ngân hàng Cộng với lại tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi định kỳ Đó chính là cái cung tiền M2 Cung tiền M2 đó đã giảm 4.63% kể từ năm ngoái các bạn Chúng ta thấy được là đây là cái phần trăm giảm Cũng khá là sâu đó Chúng ta có thể thấy được là tốc độ này à, đã là tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 1 năm 1933 và điều này đó không hề ổn các bạn. Chúng ta thấy được là năm 1933 đó chính là khủng hoảng tài chính thời điểm đó. Đợt này đó cái nguồn cung tiền đã giảm 4% trong một năm, không hề nhỏ đâu. Mặc dù là việc cái số lượng tiền lưu thông giảm xuống là tốt cho giá trị của đô la cho nên chúng ta mới thấy được là đồng đô la vẫn giữ giá được. Nhưng mà điều này cũng đồng nghĩa là tổng lượng tiền lưu thông nền kinh tế cũng giảm và nó có thể khiến cho giảm thanh khoản các bạn vì ít tiền có sẵn cho các cá nhân và doanh nghiệp chi tiêu thứ hai nữa có thể dẫn đến là áp lực giảm phát ít tiền có sẵn để thu mua hàng hóa và dịch vụ thường dẫn đến giá giảm thì nhiều bạn nói là wow giá giảm quá tốt rồi thật ra nó chỉ tốt ngắn hạn mà thôi các bạn giảm phát nó còn xấu hơn cả lạm phát nữa À, tại vì sao các bạn? Tại vì khi mà giảm phát ấy, thì sẽ dẫn đến là người dân, à, những công ty họ sẽ không muốn chi tiêu. Tại sao lại phải chi tiêu bây giờ? Trong khi mà mặt hàng có thể giảm giá tháng sau, à, hay là nhiều tháng sau đó, cho nên họ sẽ không chi tiêu, dẫn đến nền kinh tế sẽ lâm giờ bế tắc. Cho nên giảm phát nó còn tệ hơn lạm phát nữa. Và đương nhiên thứ ba là chi phí vay cao hơn, vì sẽ có ít tiền hơn cho ngân hàng cho vay, thì à, chúng ta được là chi phí vay sẽ tăng lên, lãi suất cũng sẽ tăng lên tại thời điểm này đó chúng ta đã thấy hai điều xảy ra rồi thanh khoản và chi phí cho vay đã có cái hiệu ứng tiêu cực và nó sẽ xấu hơn khi mà Fed lựa chọn thắt chặt quy tắc cho vay thay vì tăng lãi suất tại vì họ không muốn tiếp tục tăng lãi suất vì ảnh hưởng xấu đối với lại ngành ngân hàng như chúng ta đã biết tất cả điều này thường chia sẻ đó có ý nghĩa gì mới đầu nghe thì nó rất là tiêu cực nhưng mà không nhất thiết là vậy đâu các bạn tùy theo là Fed lựa chọn làm gì trong thời gian tới đây và nhất là trong cuộc họp tháng 6 này ví dụ lãi suất mua nhà thì bây giờ đã, đã trở lại mức là khoảng 7% rất là cao trong khi mà giá nhà cũng cao do nguồn cung thấp có thể nhiều bạn nghĩ là lãi suất tăng cao giá nhà giảm xuống và thuần cũng nghĩ như vậy trước đây các bạn nhưng mà sự thật không phải như vậy giá nhà đương nhiên cũng đã có một cái à, sự giảm xuống nhưng mà nó không có nhiều nó chỉ giảm hơn chừng năm mươi mà thôi tùy theo các bạn ở đâu ở hoa kỳ nói chung đó, thì nói đúng hơn là giá nhà đã bị khựng lại chứ không hẳn là giảm lý do là sao các bạn một trong lý do là tại vì chúng ta không có nhiều nhà để mà bán cũng vì lãi suất cao tại sao vậy các bạn? tại vì nhiều chủ nhà họ vẫn nợ ngân hàng bây giờ nếu như mà họ bán nhà họ phải mua một căn khác và họ lại phải vay mượn với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất mà họ đang trả bây giờ cho nên họ sẽ lựa chọn là không bán tại vì có khả năng là họ sẽ không có đủ khả năng để chi tiêu cho cái phần lãi suất cao như vậy cho nên thuận nói thì nghĩ là tình hình không thể tiếp tục lâu dài một là lãi suất phải giảm hoặc là hai là giá các tài sản sẽ phải giảm các bạn một trong hai phải xảy ra trong thời gian tới đây cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là về việc có nên tăng lãi suất nữa hay là không đó là một quy định phức tạp và có nhiều rủi ro. Đương nhiên chúng ta không phải là Fed, Fed có thể chọn tăng lãi suất hay là ngưng tăng vào tháng 6 này. Nhưng mà với quyết định tăng lãi suất đó thì Fed đang tiến tới một bước gần hơn đến bờ vực kinh tế sụp đổ và với mỗi lần tăng lãi suất, quyết định tăng lãi suất tiếp theo nó sẽ trở nên rủi ro hơn. Giống như các bạn chơi xì dách gì đó, cơ hội thua các bạn Tăng lên vì mỗi lần bạn rút thêm một lá bài với kỳ vọng có 21 điểm Dừng lại ở 18 điểm cũng không hẳn là xấu Đó là cái bài tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến tình hình của Fed hiện bây giờ Và tại sao tháng 6 này lại là một tháng rất là quan trọng Các bạn nghĩ sao? Các bạn có thể comment ở bên dưới Rồi, chúng ta sẽ không nói về Fed hay là chúng ta nói về uh, nợ chân nữa Chúng ta hãy nói tới một số những thông tin nổi bật hơn đi Những thông tin nó có cái tính chất lạc quan hơn Thì chúng ta đã thấy là cuối cùng đó thì... Uh, Thống đốc của bang Florida là Ron DeSantis đã chính thức nộp hồ sơ tranh cử tổng thống năm 2024. Cách đây vài tuần thì hầu như ai cũng đoán được là những độc thái ông ta làm là muốn đứng ra để mà ứng cử tổng thống. À, và chúng ta đã thấy được hôm nay đã là ngày công bố chính thức rồi và ông sẽ là ứng cử viên nặng ký thứ hai của đảng Cộng hòa. Chỉ đứng sau cựu tổng thống Donald Trump mà thôi. Thì Ron DeSantis tại sao lại là một nhân vật mà được thế giới crypto nhắc tới nhiều lần Tại vì các bạn đã biết là Ron DeSantis ủng hộ tiền điện tử và chống lại CBDC, nghĩa là tiền kỹ thuật số của quốc gia. Chúng ta cũng đã từng nghe nhiều lời phát biểu của Ron DeSantis rồi và chúng ta cũng có một số dẫn chứng trước đây. Vào tháng 5 năm 2021 đó thì Ron DeSantis đã ký luật định nghĩa tiền điện tử trong các đạo luật của tiểu bang Florida. Ông cũng nói rõ rằng là công nhân Florida có thể giao cho crypto mà không cần giấy phép vào tháng 3 năm 2022 đó thì ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc cho phép các, các doanh nghiệp thanh toán hóa đơn thuế bằng crypto và đương nhiên gần đây hơn đó là sự phản đối của ông với lại CBDC phù hợp với phần lớn cộng đồng crypto cho nên đây là một nhân vật ứng cử viên mà rất là pro crypto của bạn một trong những nhân vật mà rất ủng hộ crypto bây giờ đã là một nhân vật nặng ký trong cái cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 đương nhiên đảng cộng hòa thì chỉ có thể đề cử ra một nhân vật mà thôi có phải là Ron DeSantis hay là cựu tổng thống Donald Trump thì chúng ta sẽ biết trong thời gian tới hay là một người nào khác nữa nổi bật hơn sẽ xuất hiện năm 2024 sau một năm đầy sôi động các bạn chúng ta không những một lần nữa lại có một đợt bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ chúng ta cũng có hiện tượng Bitcoin Haven và Ron DeSantis cũng đã nói là mọi người đều có quyền tự do để mà sở hữu sử dụng BTC và nếu như Ron DeSantis là tổng thống Hoa Kỳ thì sẽ đứng ra bảo vệ quyền tự do đó và chúng ta cũng đã thấy được là cần phải có một cái gì thay đổi chứ nếu không thì SEC cứ hoàn thành hoài các bạn. Coinbase đã kêu gọi tòa án ban hành định bắt buộc yêu cầu SEC phải trả lời cái đơn yêu cầu về chi tiết quy tắc của họ trong vòng 7 ngày. Các bạn hãy nhớ là Coinbase đã kiện SEC tại vì không trả lời Coinbase là luật chứng khoán hiện hành áp dụng như thế nào và là crypto. Lúc nào cũng chỉ là những cái câu nói chung chung mà thôi ngoại trừ BTC ra thì phần lớn là crypto. Phần lớn là những đồng nào và tại sao những đồng đó là crypto, những đồng kia lại không phải. Đó là những cái điều mà thị trường này cần. Và họ cứ nói là nếu như mà muốn gì thì cứ để tới đăng ký nhưng mà tới đăng ký ra sao, quy định như thế nào. Không ai trả lời hết các bạn. Và Coinbase thì muốn là SEC cần phải trả lời với công chúng về cách họ áp dụng luật chứng khoán với thiền trường tù này. SEC đây thì nói với tòa án là họ đang ra luật, họ đang tìm hiểu về luật cho nên họ cần thời gian và Coinbase không có quyền yêu cầu họ chia sẻ thông tin hiện bây giờ. Coinbase bây giờ đó thì lại nói với tòa án là ra lệnh bắt buộc đi trong vòng 7 ngày phải nói SEC công bố thông tin này. Đây vẫn là một cái vụ kiện mà chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật trong thời gian dài ngày tới đây chúng ta cũng thấy được một trong những người rất nổi tiếng trong trường crypto đó chính là Safedin Amos các bạn đây là tác giả của quyển sách nổi tiếng The Bitcoin Standard và có nghĩa là cái tiêu chuẩn BTC thì người này đã đến ở salvador và các bạn đã thấy được là đã gặp gỡ với lại tổng thống uh, Bill berkeley của El salvador và cái người đứng sau lưng các bạn đã thấy đó chính là Mark kaiser một trong những người uh, rất nổi tiếng trong uh, thị trường btc Tin tức này đó cũng là một tin tức mà chúng ta thấy hầu như là cũng không nhiều người nói tới trong khi đây là một nhân vật của thị trường crypto Gặp gỡ một tổng thống của một quốc gia hiện bây giờ mà cũng không được nhiều người nói tới tại vì sao các bạn tại vì nhiều người cảm thấy đây cũng quá bình thường rồi nhưng mà thật ra nếu như mà chúng ta nhìn trở lại đó thì các bạn thấy được là cái quãng đường btc và crypto đi đã xa cỡ nào rồi chúng ta có thể nghe những thông tin như là chúng ta đã thấy ngày hôm nay đó là một ứng cử viên có thể nói là thuộc hạng nặng ở hoa kỳ cho tức dù tổng thống năm 2024 đã công khai tuyên bố ủng hộ liên quan đến crypto chúng ta có những tổng thống hiện bây giờ đã nói về crypto chúng ta có những người giữ chức cấp cao muốn tìm hiểu về BTC chúng ta có những người trong thị trường này đi gặp tổng thống của những quốc gia khác để nói về BTC các bạn thấy được btc và crypto đã tiến xa tới cỡ nào rồi chả chi về vài năm trước đó đây chỉ là một giấc mơ thôi các bạn nếu như mà ai nói một ngày nào đó sẽ có một ứng cử viên hàng nặng ở hoa kỳ nói về crypto thì tôi nghĩ là nhiều người sẽ nói đó là suy nghĩ viễn vong nếu như chúng ta nói tới có những nghị sĩ à, có những thượng nghị sĩ sẽ nói về crypto ở hoa kỳ nhiều người cũng sẽ nói đó là viễn vong mà thôi Chúng ta nếu nói tới một quốc gia Một tổng thống à, chấp nhận ủng hộ BGC Thì nhiều người cũng nói đó là suy nghĩ viễn vong Trong khi mà 3 năm trước đó Ngay cả ngân hàng cũng còn không chấp nhận crypto nữa Thì làm sao mà chúng ta có những quốc gia chấp nhận Bây giờ thì wow các bạn hầu như là tuần nào chúng ta cũng có những tỷ phú nói về uh, BTC, nói về crypto nói chung. Nhưng mà trở về vài năm trước đó, tôi nhớ là có một lần Elon Musk uh, đã có một bài diễn văn. À, lúc đó Elon Musk hầu như cũng không có quan tâm đến crypto rồi các bạn, nhưng mà sau khi mà Elon Musk đã xong bài diễn văn rồi đó thì có một người Cầm quyển sách thường nhớ đó chính là The Internet of Money Nghĩa là tiền tại của Internet, quyển sách của Andreas Antonopoulos Thì đã chạy lên rồi nhét quyển sách đó vô tay của Elon Musk Rồi có người nhanh chóng chụp hình Rồi sau đó đăng lên trên mạng rồi mọi người lại sung sao Wow, Elon Musk cầm quyển sách nói về BTC mà <laughs> đã thấy được À, bây giờ đó những uh, CEO của những công ty lớn nói về Bitcoin cũng là chuyện hàng bữa. Rồi <laughs> chúng ta cũng có những thông tin như là tổ chức uh, Quỹ ban Chứng khoán quốc tế đó, IOSCO, thường thực ra cũng vừa nghe nói tổ chức này các bạn, thường ít uh, nghe nói tới những tổ chức như thế này. Uh, đây là một tổ chức mà thường hiểu họ sẽ đưa ra những cái quy định chung, không phải đây là luật các bạn, đây chỉ là những cái khuyến thích quy định mà thôi để cho những quốc gia trong cái hiệp hội này uh, có thể uh, xem xét để chấp thuận và áp dụng cho quốc gia của họ thì cái quỹ ban chứng khoán quốc tế này đã, đã tuyên bố ngày hôm qua họ cho rằng là crypto nên được đối xử giống như các tài sản truyền thống chẳng hạn như cổ phiếu và trái phiếu vì chúng rất giống nhau về bản chất cho nên thường mới nói là không biết giống nhau về chỗ nào các bạn có phải trước đây nói là không giá trị nhưng mà bây giờ thấy thu được thuế thì đương nhiên có giá trị rồi cho nên họ mới khuyến khích là nên đối xử như là những tài sản tài chính truyền thống và nói tới những cái đơn vị quốc tế đó chúng ta có đơn vị fatf đây là cái đơn vị mà họ chuyên về à, những cái à, luật liên quan đến KYC chống rửa tiền đó à, và chúng ta cũng nói tới đơn vị này. Với cái thông tin liên quan tới nước Pakistan thì nước Pakistan đó gần đây họ đã quyết định là cấm crypto các bạn. Một trong những quốc gia hiếm hoi bây giờ cấm crypto tuyệt đối và Pakistan nói lý do họ cấm đó là tại vì quốc gia của họ đang nằm trong cái danh sách đen à, bởi FATF à, tại vì à, FATF nói là crypto có thể dùng để rửa tiền làm chuyện phạm pháp cho nên họ cần phải cấm rồi sau đó họ mới rời khỏi danh sách đen rồi họ mới có thể là vay mượn tiền được tại vì uh, quốc gia này bây giờ cũng không ổn về mặt tài chính họ cần vay mượn Thương nhớ là vay mượn với lại imf quỹ tương tệ quốc tế nhưng mà trước hết họ cần phải cấm btc đó là cái uh, quy định của FATF nhưng mà điều thú vị là FATF đơn vị này đã trả lời Coindesk ngày hôm nay. Họ nói là họ đâu có kêu ai cấm gì đâu và họ cũng không có bất cứ một lý do gì à, kỳ thị thị trường crypto này hết. Cho nên những gì mà Pakistan nói đó thì không đúng sự thật. Họ cấm crypto với một lý do nào đó nhưng mà không phải là tại vì à, được kêu gọi bởi FATF. Đơn vị này chưa hề kêu bất cứ quốc gia nào cấm crypto hết. Đó là thông tin đến từ Coindesk về FATF các bạn. Rồi, chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới Hồng Kông đi Tại vì chúng ta cách đây khoảng chừng một tuần nữa thì có nhiều tin đồn là ngày 1 tháng 6 sẽ là ngày mà Hồng Kông chính thức mở cửa bắt đầu cho dịch crypto cuối cùng đã được xác nhận rồi các bạn thì bây giờ đó thì có nhiều tin đồn nhưng mà những gì mà chúng ta biết từ thông báo chính thức là hai điều thứ nhất là các quy định crypto đó sẽ chính thức có hiệu lực vào đầu tháng 6 dựa theo thông tin được chia sẻ bởi một đơn vị có thể gọi đây là đơn vị à, tài chính liên quan đến chứng khoán và động tương lai của Hồng Kông. Điều thứ nhì nữa là các công ty crypto có thể đăng ký giấy phép hoạt động. Hiện bây giờ đó, thì chỉ được đăng ký mà thôi. Hồng Kông vẫn chưa chính thức cấp giấy phép cho bất cứ sàn nào hết. Cho nên bất cứ sàn nào nói là đã được giấy phép chính thức đó, thì không đúng sự thật. Nhưng mà họ sẽ cấp giấy phép những công ty bây giờ có thể là được đăng ký với lại Hồng Kông và giấy phép khi được cấp đó thì sẽ cho phép họ cung cấp dịch vụ trading crypto cho người dân của Hồng Kông có một tin đồn là các quỹ đầu tư ở Trung Quốc cũng có thể là trực tiếp đầu tư vào những sàn ở Hồng Kông không phải là cư dân ở Trung Quốc mà những quỹ đầu tư có thể trực tiếp đầu tư vào Hồng Kông nếu đó là sự thật đó, thì chúng ta thấy rất nhiều tiền đổ vào thị trường này nhưng mà đó vẫn là một tin đồn mà thôi dù sao nữa Hồng Kông vẫn là thành phố xếp hạng thứ 10 về sự giàu có các bạn. Đây là một thông tin rất là tốt dài hạn và đây là cái thông báo chính thức từ cái đơn vị quản lý chứng khoán và hợp đồng tương lai của Hồng Kông. Ở Hồng Kông thì theo luận hiểu là họ không có hai cái đơn vị riêng lẻ giống như Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thì có bộ chứng khoán và bộ quản lý hợp đồng tương lai nhưng mà Hồng Kông thì cả hai đều là một và đây là cái thông báo chính thức đến từ đơn vị đó. Cho nên thông tin này coi như đã là sự thật rồi các bạn. Thì Chúng ta đã được ngày hôm nay đó, rất nhiều người xôn xao nói về thông tin là đài CCTV Đây là một đài truyền hình của Trung ương Trung Quốc à, Cũng vừa phát sóng nói về crypto sau một thời gian dài dù dập thị trường này Chúng ta biết là Trung Quốc đó, từ năm 2014 đã không crypto rồi các bạn Nhưng mà họ đã có hành động năm 2017 khi mà họ cấm những sàn giao dịch và cấm ICO Cấm giao dịch crypto Trung Quốc Người Trung Quốc đó thì vẫn có thể à, lưu trữ crypto di chuyển được chứ không sử dụng làm phương tiện thanh toán và không trade được mà thôi và thông qua nhiều cái vụ kiện thì tòa án trong Quốc vẫn xem crypto là tài sản Và luật tài sản được áp dụng với crypto nhưng mà trong cái video ngắn này không dài lắm các bạn Thường cũng đã tải cái video này lên viết.io thì để xem câu họ nói gì nói chung thì đài truyền hình trung mương trung quốc cũng đã nhắc về Hồng Kông sẽ mở cửa cho giao dịch crypto vào ngày 1 tháng 6. Chúng ta cũng đã biết là đối với lại Hồng Kông thì không thể nào mà Hồng Kông ra quyết định này mà không thông qua Bắc Kinh được. Và rất rõ ràng bây giờ Đại truyền Trung ương Trung Quốc cũng đã biết thông tin này và đã lan tỏa thông tin này với người dân Trung Quốc thông qua Đại truyền hình Trung ương. Có phải Trung Quốc đã thật sự thả lỏng và sử dụng Trung Quốc để làm cái nơi thử nghiệm xem cô chấp nhận crypto sẽ có lợi thế nào hay là không? Nếu đó là sự thật thì wow các bạn. Ở đây đã là một điều mà nhiều người đã muốn thấy trong vòng bay năm qua từ năm 2017 đó thì năm 2018 có người nói là Trung Quốc sẽ sắp sửa mở cửa chấp nhận trở lại năm 2019 năm 2020 21 22 23 các bạn năm nào cũng có người nói là Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại nó như là một cái meme gì các bạn nhưng mà có khả năng đó cuối cùng đã là một sự thật đương nhiên ai cũng muốn biết là bây giờ Hồng Kông mở cửa cho gì trở lại thì những sàn sẽ cho giao dịch những năm nào thì không ai biết đâu các bạn thường thấy là ở trên mạng xã hội đó có rất nhiều những cái danh sách như thế này được chia sẻ khắp nơi nhưng mà tất cả những danh sách này đó đều là chẩn đoán các bạn không có bất cứ một thông tin gì xác nhận đây là những đồng mà sẽ được giao dịch trên sàn ở Hồng Kông tại vì cho đến bây giờ đó chúng ta vẫn chưa nghe nói tới bất cứ sàn nào chính thức được giấy phép kinh doanh cho nên chúng ta không biết đâu các bạn, nhưng mà có những cái nhận định như là người này nói là nếu như mà có nhiều những cái quỹ đầu tư ở Trung Quốc á, thì khả năng là những người đầu tư họ sẽ đầu tư tương tự như những quỹ lớn ở quốc tế như là Bitwise, Nasdaq, Wisdom Tree, 21share hay là Galaxy, có nghĩa là sẽ có những đồng như là BTC, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Polkadot, Solana, Cardano, Avalanche, Polygon và Chainlink. À đây là những cái khả năng cao đối với lại người này. Thì đây những tầm lớn các bạn, khả năng này đương nhiên là có rồi à Nhưng mà đây là những cái nhận định đến từ Internet Chúng ta không thể xem đây sự thật được các bạn Nhưng mà có rất nhiều người luôn muốn đi trước một bước Muốn xem coi là những đồng ở Trung Quốc hay là Hồng Kông đó, Thì những đồng đó là những đồng nào Và họ muốn đi trước một bước Đối thuận này thì vẫn xem đây là một thông tin bonus dài hạn mà thôi Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Môn Thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa. Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.